Tiếp tục là Ken Tayan. Sáu năm. Và VTV Bình Điền Long An. Một điểm số nữa được ghi bởi Ken Tayan. 7-6. Ken Tayan ngay lập tức thì tay đập của VTV Bình Điền Long An cũng đáp trả 18 cho VTV Bình Điền Long An. Trước khi bước vào trận đấu này thì VTV Bình Điền Long An được đánh giá cao hơn so với Vietinbank. Họ cần phải rất dè chừng. Đã có lỗi rồi, lỗi chạm lưới của Thái Giang. 16-15 cho VTV Bình Điền Long An. Chen Payan. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 19-18. Phương Anh phát bóng. Khánh Vi. Hàng sau của Vietinbank chơi khá ổn trong quãng thời gian vừa qua của set 2. Tấn công được hàng sau. Không thắm. Chen Payan. Lần này thì đã có điểm cho Bình Điền Long An 4-7. Và trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì cơ bản học trò của đội tuyển Thái Quang Lai cũng được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Năm bảy. Chắn của Vietinbank đã đưa bóng đi ra ngoài. Điểm cho Bình Điền Long An. 8-8.